Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em Hưng đang có mặt tại xã Lấn Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay mang đến cho cô chị xem một cái vườn trái cây như thế này ha. Vườn trái cây như thế này cực kỳ là mát mẻ luôn ha. Ngày hôm nay em Hưng đang có mặt tại xã Lấn Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Hướng này là mình di chuyển vô khu dân cư thông qua đường Mỹ Xuân Nghĩa Giao luôn ha. Nhưng mà hướng này thì sắp tới thì mới thông thôi. Hiện tại là bây giờ hiện tại là đường vẫn cục nha cô chú anh chị. Đấy, em xin nói phép rõ cho mọi người biết. Nhưng mà khu dân cư thì cực kỳ đông luôn mọi người ha. Thì ngày hôm nay là giới thiệu cho mọi người là với tổng diện tích là 3.600m2 ha. Đất thì hướng này là mình đi thông ra ngay chỗ cũng đường Nguyễn Xuân Hải Giao luôn, mà ra ngay chỗ đường Xuân Nghệ Lắng Lớn nè, ra trung tâm của chợ Búa Trường Học. Thì ở đây nó cách trung tâm chợ Búa Trường Học trong bán kính là 1 cây số đổ về thôi ha. Ngày hôm nay là có một lô đất là 3.600m2 ha. Thì nó nằm ở đây nè cô chú chị, nó nằm ở đây nè, đây nè. Đó, đây là toàn cảnh lô đất của mình luôn ha. Thì bây giờ em sẽ đi về phần ranh giới trước và chia sẻ cho mọi người về đất đai, tình trạng nó như thế nào ha. Thì đất này là tổng diện tích là 3.600m2. Thì mặt tiền đường thì cực kỳ là rộng rãi luôn nha mọi người. Hai xe ô tô né nhau thoải mái nha. Đó, đường quy cách là gọi rộng 6m. Thì bên cạnh bên đây là chiều sâu đi vô là 18m nha. Đó, mặt tiền đường của mình là được 100m mặt tiền đường luôn nha cô chú anh chị. Đó, 100m mặt tiền đường luôn. Nhưng mà giá cả phải chăng lắm nha. Rất là đẹp luôn. Bây giờ là lô đất này là được 2 mặt tiền đường. Đó, thì bây giờ 1 mặt tiền đường này á, đường chính đi là được 100m, mặt tiền được đường phụ là được 67m nha mọi người. Để em rút chìa khóa ra đó. Dạo này tình hình kinh tế khó khăn quá, mà công mất xe đi làm nữa. Thì đây là em sẽ bước chân vào vườn của mình nè. Trên đất thì chuối, mai, bưởi và mít. Đó, nói chung là đủ loại trái cây ha. Và tất cả loại trái cây này là đang được chăm sóc và đang có thu hoạch luôn nha cô chú anh chị. Đất này được cái là đất rất đẹp. Để em ngồi xuống cho mọi người xem. Đây là toàn cảnh vườn nè. Đấy, đây là toàn cảnh vườn luôn ha. Đây, về phần ranh giới của mình á là có hàng trụ rồi. Trụ đàng hoàng lắm mọi người ơi. Trụ về phần ranh giới thì rất là ok ha. Đây, có trụ trụ rào lưới B40 nè. Trụ bê tông nè. Nó thể hiện ranh giới cực kỳ rõ ràng luôn. Nhưng mà cái này là chưa rào lưới thôi. Nhưng mà phần ranh giới thì bảo đảm là đầy đủ diện tích ha. Đấy. Bưởi nè. Thôi chày nè. Cái là chày đó. Cực kỳ tốt luôn mọi người. Với tổng diện tích là 3.600, 100m mặt tiền. Trên đất sổ một vườn trái cây luôn. Đó. Mít, bưởi, chuối, gì nữa ta. Hết rồi. Chất đất thì là chất đất đen nè mọi người. Đó, đất đen thoát nước rất là tốt ha. Trồng trái cây thì vô đối rồi. Đấy. Thì đất này là hiện tại là đất nông nghiệp nha cô chú anh chị. Nhưng mà có một điều em xin thông báo mọi người là đất này là được quy hoạch phủ hồng toàn bộ luôn nha. Trong về tương lai sắp tới là đất này quy hoạch toàn bộ phủ hồng luôn nha. Đất cực kỳ là thoáng mát luôn. Hướng này á là mình đi ăn hướng này đó là đang đi về hướng nam, còn chệch về đây nhìn thẳng ra mặt tiền bê tông là hướng bắc nha mọi người. Đó, đông bắc và đông nam đấy. Còn về phần bên đây là mình đi về hướng nam. Đó, đất cực kỳ là bằng phẳng luôn. Nói chung ở đây em bước vào đây thì nói với mọi người là cực kỳ là mát mẻ luôn á. Mít thì đang được chăm sóc nè và đang để trái nè mọi người. Đây đang để trái đây đó, đã không, đang để trái. Mít này cũng có giá trị lắm, 20-30 ngàn một ký lận. Và cái giá cả nha mọi người, em xin công khai cho mọi người luôn, 3.600m2 này mà giá 100m mặt tiền á, mà giá chỉ có 4,5 tỷ thôi mọi người à. Giá chốt của chủ đưa ra là 4,5 tỷ thôi, rất là tiềm năng luôn ha. Em bảo đảm với cô chú anh chị là không có cô lô nào thứ hai rẻ như vậy tại ở đây mà có kiếm được lô thứ hai rẻ như vậy, khó lắm mọi người à. Đó, em như có em quay lại cho mọi người xem liền. Đó, ranh giới của mình tới đây luôn nè. Và điều đặc biệt hơn, bên kia là đường Mỹ Xuân Nghĩa Giao Hòa Bình nha. Đi khoảng 50m là ra tới đường chính rồi. Đường chim bay đó mọi người. Đường này á là đường nhà nước luôn nha cô chú anh chị. Đường này đường nhà nước luôn nha. Đường này có quy cách là 1m7 nha cô chú anh chị à. Đó, quy cách là 1m7 nha. Và chiều mặt tiền từ đường bê tông ngoài đó mình kéo dài vô đây là được 67.2m mặt tiền đường
đường đất này nữa nha. Đấy, của mình là lô góc hai mặt tiền nha cô chú anh chị. Đấy, đã không? Đất này mà làm một cái căn nhà vườn lên nữa thì cực kỳ mát mẻ luôn. À, bên đây là cái đám hàng xóm là làm xa cừ rồi nè. À, bên kia quán cà phê. Đấy, ở đây á, nói với cô chú anh chị là em không có dùng livecam cho mọi người xem xung quanh nữa. Tại vì em quay đi quay về có sao có gì em không chỉnh sửa gì luôn. Em up lên cho mọi người xem, cho mọi người dễ nhận biết thôi. Còn mà muốn chi tiết á thì mình cũng phải xuống đi coi đất là nó rõ ràng nhất cả mọi người à. Mình nói em thì thực tế có sao nó vậy cho mọi người dễ nhận biết. Đấy, lô đất này mà về thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng là 50 cây số, về biển Vũng Tàu tắm biển mất khoảng là 30 cây số, đi Hồ Tràm, Hồ Cốc nghỉ dưỡng rồi đó khoảng là 30 cây luôn ha. Là mình chủ yếu là mình đi đường tỉnh lộ là nhiều. Đấy, xung quanh đây nè, đó, cực kỳ tiềm năng luôn. Đấy không? Đi dài trước là hàng xóm. Nói chung là khu này là khu dân cư nha cô chú anh chị, chứ không phải là không có đâu nha. Khu này là khu dân cư nha, em xin phép nói là khu dân cư nha. Mình nhìn trên mình ảnh em không quay nhà chứ còn mà thực chất là khu dân cư đông nè. Chỉ nói chung là trong một cái đường bê tông này là khoảng gần 100 gần khoảng 100 hộ mọi người, chứ không phải ít đâu nha. Đây nè, cái cột mốc của mình nè, là thiện đường bê tông nè. Đây, đây đó dân cư nè, đó 50 mét ra tới đường chính này nè, đó này dân cư nè, đó, xung quanh hàng xóm nè, đó đường thì ô tô, hai xe ô tô né nhau thoải mái, đó góc hai mặt tiền đường của mình nè, đây góc hai thì đường này là quy cách là 1m7, đường này là được 100m mặt tiền, đó hiện hữu, thì đường này có mương thoát nước đồ đầy đủ hết nha, đấy tiềm năng, rất là tiềm năng luôn ha. Đó, giá chốt đúng 4,5 triệu không thương lượng ha. Đó. Đó, nhìn nào, đường xá nè, thật cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, hiện tại là cái vườn này đang được chăm sóc hàng ngày nè, mới có là cỏ cát rồi không có, mọi người thấy không, không có cọng cỏ đâu hết, đẹp ghê không, rất là tiềm năng. Với lại một cái nữa là cô chú chị, mình một cái em chia sẻ thêm cho mọi người dễ nắm bắt ha. Cái này cô chú anh chị đi xuống đây á thì em sẽ gửi thông tin về cái hình sổ trước thôi, cái hình thôi, cái hình đất trước thôi cho mọi người dễ hình dung thôi. Và vì sao? Vì sổ sách là chủ đất đang vay ngân hàng Agribank tới 1 tỷ lận. Đấy. Chủ đất đang vay ngân hàng Agribank tới 1 tỷ lận nên mọi người xuống làm việc trực tiếp với chủ về vấn đề đó ha. Chủ đất mới vay đây được khoảng được 2 tuần. Cũng quên chập sổ đi mà cũng không có cách thức nào, chưa, nói chung là người ta cũng không có thiện chí, người ta cũng chưa có thiện chí để liên lạc với ngân hàng để lấy cái hình sổ lại á mọi người. Hiện tại sổ đang vay ngân hàng Agribank là 1 tỷ nha. Cái này là chủ mới vay được khoảng 2 tuần tới 1 tháng ha. Đó, cái này là thông tin từ chủ. Rồi bây giờ là em xin tổng kết lại với tổng diện tích là 3.600m2, được 100m đường bê tông này. Đường bê tông này là mương với lề rồi ha, đầy đủ hết luôn nha. Đó, tìm có trụ đỏ là mọi người biết rồi, quy cách có mương thoát nước này để trước đất luôn này hoàng nè mọi người. Đấy, đó, đường này thì nhà nước mới làm đây khoảng được 4 tháng ha. Rồi, chủ đất bán với giá lô đất này là chốt 4,5 triệu cứng ngắc luôn nha mọi người. Chốt 4,5 triệu cứng ngắc luôn. Đấy, còn ai mua muốn thì cứ vui gặp trực tiếp tiếm chủ. Nhưng mà em thấy lô này rất là tiềm năng rồi. Sổ vườn trái cây như thế này ha. Rồi, em ơn một lần nữa xin kính chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Kính chào mọi người nha.